Chào tất cả anh em nha, nay mình về chỗ chợ mới An Giang nè, ghé vườn của anh Nút, anh có giao lưu với anh em một số gốc mai nha anh em. Đầu tiên thì mình tham quan gốc số 1, dù anh em nào thích thiện chí muốn giao lưu thì cứ liên hệ trực tiếp với ảnh qua số điện thoại ở phần tiêu đề anh em. Nút cho anh em biết là vị trí của mình hiện tại ở đây ở đâu anh? Ở ấp Long Đình 2, dạ, xã Long Giang, huyện chợ mới, tỉnh An Giang. Rồi, này ngày nay giao lưu với anh em mấy gốc Nút? Sáu gốc ha. Rồi đầu tiên là gốc số 1 nha anh em. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu Nút? 2m6. Đường kính ngang của bồ tàng nó khoảng nhiêu anh? Ngang này 2m2. 2m2 ha. Dạ. Cái này mặt bông nó sao anh? Mặt bông 5 cánh nghiêng. Cái cây này là mình tạo tàng lại hả Nút? Dạ, mình tạo tàng lại. Rồi mình sẽ quay vô quay cốt cành cho anh em tham khảo nha. Đây nè, quay cho anh em cốt cành phía bên trong của gốc mai này nha. Cái cây tàng này mình tạo lâu chưa Nút? 3 tháng ha. Còn nuôi tay cái canh nó thì ra 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Dưới này nè, bộ đế nè, kè đế đẹp nha nè. Dòng cho anh em, phía dưới còn đế nữa không Nút? Còn nữa chứ. Cái này mình đem về đây lâu chưa anh? 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi ha. Dạ. Anh vô anh đo em thử thông số của gốc này khoảng nhiêu anh? Cái này thân nó hơi mớp sắn nhẹ nha anh em. Hoành nó nhiêu anh? Hoành này 73. Rồi mình đo cao lên chút xíu anh. Đo cao này lên là 64. Rồi mình đo cái thấp thân của cái gốc này nó khoảng nhiêu anh? Thấp thân này là 90. Rồi mình sẵn tay mình đo hết nguyên cái dòng bộ đế nó khoảng nhiêu Nút? Cái này chắc khước rồi đo không nổi đâu. Dòng bộ đế này là nãy tôi đo 2m. 2m ha. Dạ. Rồi như cái cây mã số 1 này anh em nào mà thiện chí thích mà muốn giao lưu là mình giá khoảng nhiêu vậy Nút? 128. 128 triệu nha anh em, là có hỗ trợ ship cho anh em không Nút? Ship luôn 200 km. 200 km. Rồi quay lại cho anh em tham khảo một vòng của bộ đế nha, đế đẹp nha anh em, thấy khá là xa. Còn thương lượng với anh em. Giá còn thương lượng đó ha Nút. Yeah. Rồi mời tất cả anh em xem góc tiếp theo nha, có mã số 2 nha. Gốc tiếp theo anh em, cây có mã số 2. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu Nút? 4m ha. Còn cái đường kính ngang của bộ tàng khoảng nhiêu anh? 2m8. Cây này là bông sao anh Nút? Bông 7 đến 9 cánh. 7 cánh đến 9 cánh ha. Cái tàng này mình mới con vô hay sao Nút? Cây mai này từ dưới lên chắc khoảng vài tấc nó ra mấy thân anh? 4 tấc 4 ha, nó ra 5 thân anh. Dạ. Nè. Mấy cái này là sao anh? Nó lên xù á. Xù xù gì anh? Xù chảy á. Chảy ha. Dạ. Dạ. Lên mấy tấc anh? Lên tới đây là 4 tấc. 4 tấc. 40. 40. Dưới bộ đế này nè, dưới đế còn nữa không anh? Dạ còn. Trong cốt cành của nó nè anh em. Hoành của nó nhiêu anh? Hoành nó là 86. Rồi mình đo hoành chuẩn nó đi Nút. Hoành chuẩn nó là 74. Rồi mình đo hết cái củ đế luôn đi. Hết củ đế tại vì 2m. Rồi 2m đi. Rồi hết củ đế là 2m. Rồi mình sẽ quay xa cho anh em tham khảo bộ tàng của gốc này nha. Cái này đó giờ mình có chỉnh sửa cho vô nhôm vô kẽm hay chưa Nút? Làm thiên nhiên luôn á. Làm thiên nhiên luôn ha. Như cây mã số 2 này anh em nào thích mà thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu vậy Nút? 168 triệu. 168 triệu là dưới còn đế nữa không anh? Nó chỉ vậy thôi. Còn ha. Quay cho anh em tham khảo một vòng nha. Cây này cũ nở anh em ơi, thân sắn nhẹ nha. Đang lên xù. Phía trên nó lên 4 tấc thì nó ra 5 thân nha anh em. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo, có mã số 3 nha anh em. Gốc tiếp theo anh em, cây này có mã số 3. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? 3m rưỡi. Còn cái đường kính ngang của bộ tàng nó khoảng nhiêu anh? Kính tàng của nó là 2m8.
Cái cây này mình tạo lâu chưa anh? Hay mới tạo anh? Mới tạo. Mình tạo khoảng nhiêu lâu anh? Mới tạo khoảng 3 tháng nay. Tháng nay. Quay cho anh em một vòng, anh em tham khảo chi tiết cái. Chiều cao của cái chậu nó khoảng nhiêu ta? Mét rưỡi không ta? Nên cái chậu khá là cao anh em. À. 1m2. Phía dưới này nó còn đế nữa không anh? Còn. Cây khá là lớn nè. Đế nữa nè. Thường thì cái bông này mình thấy mặt bông chưa Núc? Thấy mặt bông 5 cánh. 5 cánh nha anh. Đẹp duyên duyên. Đây một chồng cho anh em tham khảo nha. Đây mình để cao những cây nó rất là lực. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng để anh em tham khảo chi tiết cái gốc này nha. Thế mình đưa cái này lên đây là được bao nhiêu lâu rồi anh? Cũng khoảng 8 tháng này. 8 tháng anh vô em đo em thử cái hoành nó có khoảng nhiêu anh. Nhiêu anh? Hoành nó 74. Rồi mình đo cao lên chút xíu đi anh. Cao lên là 70. Rồi. Anh đo em có thử cái thoát thân nó khoảng nhiêu anh? Một mét 2. Cái cây mã số 3 này anh em nào thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu vậy Núc? 138 triệu. 138 triệu là có hỗ trợ ship cho anh em ha. Hỗ trợ 200 km cho anh em. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo. Cây mã số 4 nha anh em. Gốc tiếp theo anh em, cây này có mã số 4. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? 4m. Cái bộ tàn này mình mới tạo lại hả anh? Mới tạo. Mình tạo lại khoảng nhiêu lâu rồi anh? 6 tháng ha. Cái bông này mình thấy mặt bông chưa anh Núc? 5 cánh đẹp ha. Quay cho anh em một vòng của cái bông tàn, tàn mới tạo anh em. Cái này anh em nào đem về mình có thể mình tạo theo cái muốn phong tàn của mình. Chụp xuống này anh em. Cái đây là bù đế đó nha anh em. Cái này phía dưới còn đế nữa không anh? Vòng nha. Ở đâu anh? Mặt này ghế có ghế dần ghế cấm có ghế cấm nha. Dạ, mặt này mặt ghế bài. Một bên đây là ghế bài. Rồi. Mấy cái này là sao anh? Mấy cái da chốc chốc mà là sao? Da nó già nó cũng như mà cây mình bứng lên rồi lúc nó bị đài quá mình bứng lên ba cây già nó dột. Dạ. Đây nè. Cốt cành bên trong nó mới tạo anh mới tạo lại. Cái này anh vô đo em thử cái thông số nó khoảng nhiêu anh? 64. Rồi mình đo cho hết cái củ đế khoảng nhiêu anh? Để như là 2m đi. 2m ha. Yeah. Rồi đây là anh em quay lên lại cái phong tàn lần nữa nha. Cây mã số 4 này vô anh em nào thích thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu vậy anh? 59 triệu. Hỗ trợ ship cho anh em 200 km nha. Rồi đâu mình sẽ quay cho anh em tham khảo một vòng chi tiết của cái bộ đế này nha. Đây nè, đế từ đây ra đây khá là xa nha, anh nói bên đây còn đế đó nha nè, có cộng đây nè, nó cắm xuống. Rồi ok, tiếp theo mã số 5 nha nè, cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao 1m3. Chiều cao là 1m3 nha nè, cái này nó lành chưa anh? Lành nè. Lành ha, còn cái đường kính ngang nó khoảng nhiêu anh? Đường kính ngang bộ tàn á. Đứng ngang của tàn. Dạ. Khoảng nhiêu anh? 1m02. Mấy cái này là mình tạo nó lại lâu cho anh? Ngày tôi ghép thủ ghép ha, ghép Phú Đức ha anh. Dạ. Giả Phú Đức ha. Dạ. Rồi đâu mình quay xuống cho anh em tham khảo chi tiết cái bộ đế nha anh em. Đế dưới còn nữa không anh? Anh Út, ở phía dưới còn nữa không? Thì cắm xuống ha. Mấy cái này là mình nó lạnh nó xăm đây hay sao lúc? Bảo đảm gì đó. Thân cái này nè. Chọc. Anh vô anh đo anh thử tham khảo chi tiết về cái đầu tiên mình đo cái củ đi anh, cái củ xét ở dưới đi, khoảng nhiêu? Cái củ 95. 95 rồi mình đo cái hoành chuẩn nha anh. Dướng rồi, dướng rồi.
Rồi. Mình chỉnh là nhiêu anh? Mình chỉnh 42. 42. Cây dụ cái mã số 5 này anh em thích mà thiện chí muốn giao lưu là mình giao lưu giá nhiêu anh? 17 triệu. 17 triệu. Là vẫn bao ship cho anh em 200 km luôn ha anh? Bao chậu luôn. Chậu tặng cho cái chậu luôn ha. Luôn. Dạ rồi, ok anh ạ. Tiếp theo anh em, cây này có mã số 6. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu vậy anh? 4m. Đường kính ngang của tàn chắc khoảng tầm 1m2 anh. 2m3 ha. Mấy cái cành này là mình mới tạo lại hay sao anh? Mới tạo lại. Này nó ra khoảng nhiêu năm rồi anh? Mới 6 tháng nè. 6 tháng anh. Rồi để mình qua đây mình quay cho anh em chi tiết lại cái tàn gốc này nha. Khá là cao nha anh em. Thường thường thì mấy cái nhánh này mình tầm bao nhiêu lâu mình mới vô kẽm được anh? Cây này bây giờ vô cũng vẫn được nhưng mà lại chưa vô, qua Tết mới vô. Dạ. Cây này ví dụ anh em nào thích mà đem về mà mình tạo tàn gì là chuẩn nhất anh? Tàn thông. Tàn thông ha. Dạ. Mấy cái này là rễ ở dưới vậy gốc này còn ha. Dạ, còn bên đây là rễ bài. Để anh em quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Này có đế nha anh em. Dạ. Cây này là mình thấy mặt bông chưa hả anh? 5 cánh. 5 cánh ha. Yeah. Cành bên trong nè anh em. Mình thấy đa số những cái nhánh này nó ra tương đối bự nha anh em. Nhập lên trên. Anh vô anh đo em thử thông số kỹ thuật nó khoảng nhiêu anh? Rồi. 62. 62 rồi anh đo rộng ra hết nguyên cái bộ đế anh. Ra bộ đế ấy như 1m9. 1m9. Rồi anh sẵn tay đó anh đo thấp thân giùm em khoảng nhiêu anh? Thấp thân là 89. 89. Ví dụ anh em nào mà thích thiện chí muốn giao lưu cây mã số 6 này là mình giao lưu giá nhiêu dạ Nút? 60 triệu. 60 triệu. Bao ship cho anh em là 200 km ha anh. Dạ. Theo anh em, cây mã số 7. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu dạ anh Nút? 2m. 2m ha. Cái bộ tàn này mình tạo lại lâu cho anh? Mới lên tượng ha. Cái mặt bông này mình thấy chưa anh? 72 cánh á. 72 cánh ha. Cái này nữa mình chơi cái tàn dù ha anh? Dạ. Cái này mình đem gì để lâu chưa cho anh Út? Cũng khoảng 3 tháng nay à. Phía dưới này còn đế nữa không anh? Dưới này đế nó đế cắm xuống đó. Đây nè anh em, quay cho anh em một chồng nữa. Cây này cũ nở nè. Chồng cho anh em tham khảo. Này anh vô anh đo anh thử cái thông số nó khoảng nhiêu anh. Đầu tiên mình đo cái hoành đi anh. 47. Rồi mình đo sát xuống dưới anh, sát cũ luôn anh khoảng nhiêu anh? 64. Rồi mình đo hết bộ đế đi anh, hết bộ đế khoảng nhiêu? 1m9. 1m9. Rồi sẵn tay anh đo thoát thân từ đây lên tới chỗ cái gà tược này khoảng nhiêu anh? 1m7. 1m7 nha anh em. Ví dụ cây này mã số 7 này mình giao lưu với anh em là giá nhiêu vậy anh? 25 triệu. 25 triệu ha.